giờ buổi sáng khi tôi mới... Cậu làm gì ở đó vậy? Tôi ngủ sai quá cho nên té xuống sàn đó mà. Cậu biết không, nãy mình nằm mơ thấy một cái bánh bao ngon dã man luôn. Đang chuẩn bị ăn thì cái bánh bao tự nhiên biến mất rồi. Tiếc thiệt ha. Ăn hả? Ba con lợn kìa, đã dậy chưa hả? Xem ta tìm được thứ gì nè. Tẹt ten, tẹt ten, tẹt ten. Ăn đi, nghe nói đây là đặc sản của đảo này đó. Trời ơi, hôi quá vậy. Sầu riêng đây mà. Lạ quá à, Elias vốn không thích ăn sầu riêng mà. Mình thì cực kỳ thích, nhưng vì Elias ghét cho nên lâu rồi mình đâu có dám mua sầu riêng về nhà để ăn nữa đâu. Vậy giờ cậu phải tranh thủ ăn thỏa thích đi. Các cậu biết không, viện bảo tàng này đang trưng bày một báu vật đó. Cách đây 20 năm họ phát hiện ra một mảnh thiên thạch. Có lẽ nó rơi xuống vùng này đã lâu lắm rồi á. Bên trong là một bức phù điêu đầy những hình vẽ và ký tự kỳ lạ luôn. Nhìn thì giống như hình vẽ và ký tự của người Ai Cập cổ đại, nhưng mà nhìn không có giống lắm. Các nhà khoa học phải mất tới 20 năm mới tạm giải được nghĩa của bức phù điêu đó. Có lẽ kể về truyền thuyết vũ trụ được hình thành, đại loại như một vụ nổ lớn đã tạo ra rất nhiều hành tinh. Cái thuyết này giống như thuyết Big Bang của chúng ta vậy. Trong đó có một chủng tộc thượng đẳng được tôn sùng như là thần thánh và cai trị các chủng tộc khác. Nhưng có vẻ như do sự cai trị hạ khắc nên đã khiến những chủng tộc khác dùng lên. Tuy nhiên, các cuộc nổi dậy luôn bị đè bẹp bởi bốn vị thần hùng mạnh của phe cai trị. Bốn vị thần đó bao gồm Hỏa Phượng Hoàng, Hắc Long Thần, Cửu Vĩ Hồ và Xà Thần. Ê, đoạn xong mới hay này nha. Hắc Long Thần đã bị một yêu nữ mê hoặc, khiến vị thần này không những rời bỏ thần tộc, còn quay sang đối địch và trở thành một ma thần khát máu nữa đó. Toàn là giả dối. Sao mình cứ có cảm giác câu chuyện này chỉ mới kể có một nửa sự thật. Không biết cái người khiến Long Thần si mê đặc biệt tới mức nào ha. Tò mò quá. Thôi cậu khỏi cần tò mò, bức phù điêu đã khắc hình của cái người đó rồi nè. Các nhà khoa học đã vẽ lại chân dung cô gái đó dựa theo hình trên phù điêu á. Ê nè mấy cậu, có thấy người này nhìn giống Hitomi không? Giống thiệt nha, nhìn lướt qua còn tưởng hai người là một luôn á. Ê Hitomi, có lẽ là kiếp trước của cậu á. Còn đây là bức tranh nổi tiếng vẽ con bạch tuộc bay giữa thiên hà. Mà con này nhìn giống cậu ghê luôn á Lạc Hy. Vậy là tổ tiên của cậu. Không tôi được, tôi đẹp vậy mà. Dạ. Biển lâu như vậy, cậu muốn tắm biển lắm đúng không? Đừng có chối, mình biết cậu muốn lắm, nhưng vì dị ứng nên mới không dám. Cậu nói đúng. Thần đã nói với người là phải cẩn thận rồi mà. Tại sao người lại dám lén lút thần chạy đi tắm suối với các huynh trưởng hả? Nếu bọn họ phát hiện ra người cũng là con trai thì làm sao đây? Con xin lỗi nhu mẫu, con sai rồi. Con sẽ không vậy nữa. Xin người hãy nhớ, mình là thánh chủ của vu tộc, là cô gái có thần lực mạnh nhất của vu tộc này. Tính mệnh của cả vu tộc đều nằm trong tay của người. Người không được tùy hứng như vậy nữa. Thật xin người. Có những việc không phải cứ hễ muốn là có thể làm theo ý mình được. Không phải cứ hễ muốn là có thể làm theo ý mình được hả? Tôi ghét mùi sầu riêng, đừng ăn trước mặt tôi. Tôi cũng không thích sầu riêng, nhưng mà chú Dương đã mua mà không ăn thì phí lắm. Chết, không nên làm Elias ghét.
phí. Nhà chúng ta nghèo lắm hả? Chị quăng liền đây, hồi chết đi được, ghét sầu riêng nhất luôn á. Đúng vậy, mình muốn ăn sầu riêng, nhưng vì để lấy lòng Elios, một người không thích mùi sầu riêng mà mình đã không ăn nữa. Từ khi đến thế giới này, mình không còn coi trọng mong muốn của bản thân nữa. Elios không thích thì mình sẽ không làm. Vì điều mình coi trọng nhất, tới mức có thể từ bỏ những điều mình thích, là có thể sống bình an trong thế giới này. Ngay cả tình cảm vừa mới chớm nở với Elios, ngay khi Hitomi vừa xuất hiện, mình liền chủ động buông bỏ. Gió đêm lạnh lắm, vậy thôi. Ừ. Cẩn thận dưới chân đó, coi chừng té nha. Ừ. Vấn đề hiện tại vẫn là tìm hiểu tại sao Elios lại thay đổi như vậy. Thôi xong, lo suy nghĩ nên không để ý, lần này té sấp mặt thiệt rồi. Sao vừa nhắc thì cậu liền té vậy? Gần quá, gần tới mức mình có thể ngửi được mùi đàn hương trên người của cậu ấy, giống hệt như lần đó vậy. Chết rồi, sao tự nhiên mình lại nhớ tới nụ hôn đó?